Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng đi xây dựng một công trình xe với mình nha. Hey, mình có một bộ công trình xe cứu hỏa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem nha. Thì đây là một bộ đồ chơi xe cứu hỏa rất đẹp luôn nè các bạn. Đây là những chiếc xe cứu hỏa nè, các bạn nhìn thấy đẹp không? Rồi, bây giờ mình sẽ lấy trong này ra coi còn cái gì nữa nha. Có cái hộp gì rất là bự luôn các bạn. Các bạn ơi, hey, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắp ráp nha các bạn. Nè, lắp ráp giống như cái mô hình này nè các bạn. Các bạn thấy không? Như cái mô hình này nè. Ở đây có chị chúng ta lắp ráp nè các bạn. Có những cái thanh này chúng ta lắp ráp nè. Đây. Chúng ta sẽ lắp ráp được một cái mô hình như vậy nha. Cái mô hình này rất là to luôn các bạn. Nhưng mà để lắp ráp được cái mô hình này á, chúng ta cần có một cái mặt bằng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho những chiếc xe công trình này đi dọn dẹp cái mặt bằng đằng đây nha các bạn, để chúng ta xây dựng bộ công trình này nha. Bây giờ mình sẽ cho bạn máy xúc cần dài đi làm việc nha các bạn. Đi làm việc thôi máy xúc cần dài ơi. Máy xúc cần dài chạy khỏi chiếc xe ben. Rồi bắt đầu di chuyển nào. Máy xúc cần dài đang di chuyển qua bên địa hình bên này để chúng ta làm việc nha. Rồi quẹo qua đây bạn ơi. Rồi máy xúc cần dài sẽ cào cát ở đây nha các bạn. Ở đây có những cái đống cát nè. Rồi máy xúc cần dài ơi, bạn hãy cào cát đi nào. Bạn nó đang chuẩn bị cào cát nha. Rồi ok. Rồi hạ cần xuống cào cát nè. Chúng ta sẽ cho máy xúc cần dài cào cát ở đây. Máy xúc cần dài làm việc rất là hay luôn không các bạn. Rồi tiếp tục nào. Rồi máy xúc cần dài cứ làm việc ở đây đi nha. Bây giờ mình sẽ cho một chiếc xe khác qua làm việc tiếp nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe nào làm việc các bạn. Bây giờ mình sẽ cho xe xúc cát và xe ben đi đổ bớt cát nha các bạn. Đi làm việc thôi bạn máy xúc và bạn xe ben ơi. Xe ben và xe máy xúc sẽ đi làm việc nha. Làm việc nhanh lên nào. Rồi bây giờ xe xúc cát sẽ xúc cát lên xe ben nha các bạn. Làm việc thôi bạn xe xúc cát ơi. Xe xúc cát bây giờ sẽ xúc cát lên xe ben nha. Wow. Ok. Rồi tiếp tục nào. Làm việc nhanh lên bạn ơi. Xúc cát lên bạn xe ben nào. Rồi nhanh lên nào. Ok, rồi, được rồi. Bây giờ bạn xe ben sẽ đi đổ cát nha. Rồi, đi đổ cát thôi bạn xe ben ơi. Rồi, ben cát xuống nào bạn. Ok, rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho xe khác đi làm việc nha. Tiếp tục đi làm việc nào các bạn xe ben ơi. Wow, những bạn xe ben này sẽ tiếp tục đi làm việc nha. Chúng ta cần xây dựng một công trình xe cứu hỏa. Rồi, ok. Bây giờ bạn xe xúc cát, hãy tiếp tục xúc cát lên những bạn xe ben này đi nào. Làm việc thôi bạn ơi. Ok, tiếp tục nào. Ok, tiếp tục nào. Ok, wow. Bạn xe xúc cát làm việc rất là hay luôn. Chúng ta sắp xúc hết đống cát này rồi. Sau đó chúng ta sẽ xây dựng công trình ở đây nha. Ok. Rồi xe ben bây giờ hãy đi đổ cát đi nào. Rồi đến nơi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ben cát xuống nha. Ok, rồi tiếp tục đến chiếc xe ben này nào. Ok, rồi tiếp tục đến chiếc xe ben này nào. Ok, rồi những chiếc xe ben đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đi làm việc tiếp thôi nào. Bây giờ chúng ta sẽ cho xe lưu đi làm việc nha các bạn. Mình sẽ cho bạn xe lưu này đi làm việc nha. Rồi bây giờ xe ben siêu to siêu bự sẽ chở bạn xe lưu đi ra ngoài công trình nha các bạn.
Ok, đã đến nơi rồi. Bây giờ bạn xe lưu hãy xuống đi nào. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bạn xe lưu làm việc nha các bạn. Ok, rồi, xong rồi các bạn ơi. Như vậy là xe lưu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng công trình ở đây nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho xe cần cẩu cẩu cái hộp này lên xe ben nha các bạn. Wow, cái hộp này rất là nặng luôn. Cẩu lên xe ben. Ok, bây giờ xe ben sẽ chở cái hộp này đi qua công trình xây dựng nha. Xe ben ơi, hãy đi qua công trình xây dựng xe cứu hỏa đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi xây dựng một trạm xe cứu hỏa nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái trạm xe cứu hỏa nha các bạn. Đây là cái đế nè. Rồi, bây giờ mình sẽ để cái đế đây nha. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo. Ở đây có mấy cái thang nè các bạn. Mấy cái thang, mấy đường ray để chạy xe nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Rồi, đây nè. Rồi, lắp vô các bạn. Ok, rồi, tiếp tục thêm hai cái chỗ này nữa. Rồi. Rồi, một cái. Rồi, tiếp tục thêm cái này nữa. Rồi, xong rồi. Rồi, còn cái đường ray này nữa các bạn. Cầu tuột ở đây nè. Mình sẽ lắp ráp cái cầu tuột bên này nha. Rồi, xong rồi. Rồi tiếp tục các bạn. Ở đây có cái này gì đây. Rồi lắp ráp vô các bạn. Lắp ráp vô. Rồi lắp ráp vô. Ok. Một cái. Rồi tiếp tục cái này ngoài sau. Rồi ok. Rồi tiếp tục thêm cái màu trắng nữa nè các bạn. Rồi lắp vô luôn. Cái này là cái gì, mình có thể bấm đây các bạn. Wow, bấm đây có nghe âm thanh đó các bạn nè. Rồi ok. Rồi tiếp theo các bạn ơi, ở đây là chỗ cho xe radio nè. Kiểm soát xe nè các bạn. Rồi mình sẽ để vô đây nha. Rồi wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chở những chiếc xe cứu hỏa qua đây nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xe container sẽ chở những bạn xe cứu hỏa này qua nha các bạn. Đây là thùng hàng xe container nè. Chúng ta sẽ mở ra nha. Ok, rồi bây giờ cho cái hộp xe này qua luôn. Cho vô các bạn. Xe container sẽ có nhiệm vụ chở những chiếc xe cứu hỏa này qua nha. Ok, rồi đây lại. Rồi xong. Rồi, let's go nào bạn xe container ơi. Rồi, đến nơi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái hộp này ra nha các bạn. Cho những chiếc xe cứu hỏa xuống nào. Rồi, mở ra. Rồi, kéo ra nào. Rồi, kéo cái hộp xe cứu hỏa ra nè. Wow. Đây là bộ xe cứu hỏa chúng ta. Bây giờ mình sẽ lấy từng chiếc xe ra nha. Đây là một cái chiếc xe này các bạn ơi. Đây là cái chiếc xe này, là xe thang cứu hỏa các bạn. Bây giờ mình sẽ để xe thang cứu hỏa ở đâu đây. Đây mình sẽ để xe thang cứu hỏa ở đây nha các bạn. Thôi xe thang cứu hỏa để đó không có thấy các bạn ơi. Nè mình sẽ để đây nha. Rồi tiếp theo các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy chiếc xe này. Wow, đây là chiếc xe cảnh sát cứu hỏa nè các bạn. Nè đó, chiếc xe cảnh sát cứu hỏa nè. Rồi bây giờ mình sẽ để đây nha. Xe sẽ tuột xuống nè các bạn. Xe cứu hỏa nha. Rồi để đây nha. Rồi tiếp tục còn một chiếc xe cứu hỏa nữa các bạn. Đây chiếc xe cứu hỏa nè. Xe cứu hỏa này nhìn cũng rất đẹp luôn nè. Wow, xe cứu hỏa có vòi chữa cháy nè các bạn. Xe này bằng sắt hay sao các bạn, rất là nặng luôn. Mình cầm rất là nặng luôn các bạn. Rồi mình để đây nha. Rồi ok. Chúng ta có ba chiếc xe cứu hỏa ở đây đúng không. Rồi chúng ta còn một chiếc máy bay trực thăng nữa nè các bạn. Wow, chiếc máy bay trực thăng này bây giờ mình sẽ cho đậu đâu các bạn. Mình sẽ đậu trên nóc này nha. Wow, hôm nay chúng ta đã xây dựng xong một trạm xe cứu hỏa nhìn rất đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy đẹp không. Rồi bây giờ chúng ta có thể mở đây các bạn nè. Chúng ta mở đây nè. Mở cửa đây nè. Những chiếc xe của chúng ta sẽ vô trong này nữa các bạn. Rồi mình sẽ cho xe chạy vô nha. Wow, đẩy lại nè các bạn. Hay không các bạn.
Ồ, rất là hay luôn ha. Rồi, bây giờ mình cũng phải đến giờ đi về nhà học bài, ăn cơm và làm bài tập rồi các bạn ơi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.